Trong những thùng này là calcium hypochlorite, còn gọi là superchlor, một loại hóa chất mà theo những người có chuyên môn thì có giá khoảng 120.000 đồng 1 kg. Thế nhưng, đúng ra hóa chất ở đây phải là chloramin B, loại có giá trên 300.000 đồng 1 kg. Chênh lệch khoảng 180.000 đồng 1 kg, nếu số lượng ít thì cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu số lượng lên tới 1.000 kg thì có lẽ phải xem lại. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Phòng Y tế thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xin kinh phí mua sắm hóa chất, quần áo bảo hộ, mắt kính để phòng chống dịch bệnh. Tổng kinh phí dự trù là 415 triệu đồng. Phòng Y tế đã liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp hóa chất chloramin B. 3 ngày sau, ngày 10 tháng 2, mặc dù Phòng Y tế Bảo Lộc chưa thương thảo ký hợp đồng mua bán, công ty Phúc An đã giao hàng cho Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc. Việc giao và nhận hàng được thể hiện qua phiếu xuất kho kiểm phiếu giao hàng của công ty Phúc An lập. Với hàng được giao nhận là 25 thùng, loại 40 kg mỗi thùng chloramin B 70%, 500 bộ quần áo bảo hộ và 200 kính đeo mắt. Đến ngày 14 tháng 2, cán bộ phòng y tế phát hiện sự sai lệch giữa hóa chất giao nhận và phiếu xuất kho của công ty Phúc An. Cụ thể, phiếu giao hàng ghi là chloramin B, còn hóa chất thực tế giao là superchlor. Phòng Y tế Bảo Lộc đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế Bảo Lộc yêu cầu tạm ngừng cấp phát và phun hóa chất. Thế nhưng, theo báo cáo của Trung tâm Y tế, 365 kg hóa chất đã được cấp phát xuống các đơn vị để phun xịt khử trùng. Điều đáng nói, cho dù thuốc sát trùng là superchlor, nhưng trong bảng cấp phát cho các đơn vị, Trung tâm Y tế Bảo Lộc vẫn ghi là chloramin B 70%. Theo ông Huỳnh Hải Nam, trưởng phòng Y tế Bảo Lộc, thì sản phẩm superchlor có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chất lượng khử khuẩn môi trường để phòng chống dịch giống như chloramin B. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo giải trình về vụ việc. Đồng thời, công an thành phố Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh làm rõ những vấn đề liên quan.